Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe một đề tài mới được gọi là hãy từ bỏ những gì không thuộc về ta. Hãy từ bỏ những gì không thuộc về ta. Một câu nói đơn giản như vậy nhưng chúng ta thực hiện triệt để chân lý không dễ dàng chút nào. Giáo nghĩa của đề tài này chúng ta rút ra từ ba bài kinh, kinh số 16, 17 và 18 thuộc kinh Tạp A Hàm. Và ba bài kinh này đều có sự đối chiếu tương đương với hệ thống của kinh Tạng Bali. Cho nên chúng ta học chủ yếu là rút ra giáo nghĩa, còn nguyên văn bản kinh như thế nào thì mời các vị hãy đọc ba bài kinh 16, 17 và 18 thuộc kinh Tăng Nhất A Hàm và các cái bản đối chiếu tương tự của kinh Tạng Bali. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta hãy hình dung một bối cảnh. Đó là Đức Thế Tôn ở tại vườn cấp cô độc rừng Thở Đa, thành Thất La Việt. Và vườn cấp cô độc là một cái thời gian, có nhiều thời gian mà Thế Tôn an cư kiết hạ và sinh hoạt ở tại đó. Cho nên có rất nhiều bài pháp mà Thế Tôn dạy ở tại rừng cấp cô độc này, tại vườn cấp cô độc. Và thói quen của Đức Phật thì như thế nào? Theo cái thế thường, chúng ta hãy hình dung xã hội Ấn Độ cổ đại đương thời, tâm người ta rất là ít nhiễm bụi trần. Tâm rất ít nhiễm ở trong cái đời sống tiền bạc, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Ít nhiễm lắm. Cho nên họ có những cái truyền thống mà chúng ta thấy Đức Phật chưa ra đời thì họ đã có. Chẳng hạn như mùa mưa đi lại khó khăn. Những người tu hành họ có xu hướng muốn ngồi xuống một chỗ để họ phát triển những gì mà họ đã học tập, họ đã chiêm nghiệm, họ đã học hỏi được ở trong 9 tháng. Cho nên truyền thống an cư mùa mưa là của người Ấn Độ, chứ không phải khi Phật ra đời điều này mới được hình thành. Chúng ta nghiên cứu ở văn hóa lịch sử, chúng ta thấy chuyện này nó đã như vậy rồi. Và có rất nhiều người trí thức họ bỏ cả gia quyến, bỏ cả gia nghiệp kế thừa đồ sộ để họ sống một đời sống phạm hạnh. Có những vị tiên nhân siêu việt như là tiên A Tử Đà. Bao nhiêu vị vua cung thỉnh tới hoàng cung một lần mà ngài cũng không có màng tới danh lợi. Rồi những cái vị họ tự khám phá, tự nghiền ngẫm, tự đào sâu như là những nhà bác học khoa học tâm linh. Chẳng hạn như Alala và Úc Đầu Lam Phất. Các vị này họ đâu có cần chúng đồ. Họ thích thì họ xuống nước, họ ngồi thiền 6 tháng. Có khi họ vào trong núi rừng, họ ngồi thiền 3 tháng. Không cần ăn, cần uống. Ai muốn học gì thì tới học. Tự tuân thủ. Họ không quan tâm tới cái việc là chúng đồ như thế nào nhiều đâu.
Chúng ta thấy một xã hội nó đã như vậy. Rồi có những cái tập quán mà người ta thể hiện cái sự hiểu biết sâu sắc bằng những cuộc luận lý triết học. Ví dụ như tôn giả Xá Lợi Phất mới có 8 tuổi thôi mà dám ngồi lên cái ghế luận sư cao nhất. Lúc bây giờ người tổ chức mời đi xuống. Ngài nói đây có phải là ghế dành cho luận sư hay không? Và người ta vẫn tôn trọng một đứa trẻ nói. Nếu đứa trẻ mà bây giờ chắc người ta xách cổ liệm xuống. Hồi đó người ta tôn trọng từng câu nói của bất cứ người đó là ai, già hoặc là trẻ hay là một đứa bé. Người ta thuận theo cái chánh lý và người ta xử sự. Chúng ta nhìn như vậy để chúng ta chiêm nghiệm được là một cái xã hội, một xã hội trong thời chánh pháp. Và tôn giả nói rằng nếu như ghế dành cho luận sư mà luận sư đứng nhất thì ai cứ nổ cho tôi không có đáp được, tôi không có biện bác nổi, tự tôi sẽ đi xuống. Tại sao phải đuổi tôi xuống? Vậy mà tôn giả Xá Lợi Phất ngồi đó thôi mấy tháng coi như không có người nào luận lý nổi. Thành ra mới 8 tuổi ngài được mệnh danh là Đại Luận Sư. Những việc như vậy á, trong một cái xã hội đó nó tôn trọng. Và nó mới có những cái việc như vậy xảy ra. Rồi chúng ta lại thấy là những gia sản tràn đầy. Chẳng hạn như bây giờ đây có ai đám cưới, đang đám cưới vợ, tự nhiên giác ngộ chân lý bỏ xuất gia không? Có không à? Chắc không có. Nhưng mà em của tôn giả Xá Lợi Phất chúng ta thấy không? Chỉ cần nhìn thấy là cái bàn tay mà của cái người, của một cái bà cụ đại diện ở trong tộc họ nó trao nhẫn đó, cái bàn tay già nhân nhiêu với cái bàn tay xinh đẹp của cô vợ mình là ông giác ngộ chân lý vô thường. Và ông nghĩ rằng sau này vợ mình sẽ già bàn tay giống như cái bà này, thì chừng đó mình làm sao? Mình trốn đến chỗ nào đây? Cho nên bây giờ là tấu đạo di thượng là trốn trước cho chắc em, phải không ạ? Đó, chúng ta thấy cái sự giác ngộ nhanh chóng như vậy nó có xảy ra. Và chúng ta thấy rồi người ta chỉ cần là ôm mình bác người ta đi xin, là tự nhiên người này cho không, người kia cũng cho. Họ cho vì cái gì? Họ cho vì họ tôn trọng những giá trị, họ tôn trọng những người bỏ thời gian ra thực tập một đời sống để nâng cao phẩm chất đạo đức. Lúc bây giờ chúng ta thấy xã hội cần rất nhiều người đạo đức. Nếu như xã hội mà vắng mặt những con người đạo đức, những con người có thể chế tác được hạnh phúc, những con người có thể tạo ra những cái đời sống hạnh phúc, thì xã hội đó phải nói thực sự là khổ đau. Có người đi làm cái việc để mà giảng dạy, truyền trao, tôn thờ, giữ gìn đạo đức quá ít ở trong cuộc đời. Và ngược lại, chỉ là những người làm sao cho có tiền của nhiều, làm sao cho có phương tiện sinh tồn nhiều và thu đắc được tài sản nhiều, họ chiếm ưu thế trong xã hội, thì chắc chắn là đạo đức bây giờ nó trở thành một cái đồ thứ yếu. Đạo đức lúc bây giờ nó trở thành cái gì đó mà người ta gọi là một cái vật trang trí. Nó như là một cái đồ món trang sức, có cũng được, không có cũng không sao. Như vậy thì chúng ta nghĩ xem là trong xã hội đó con người ta sống có phải rằng là khốn khổ hay không đó. Nó như vậy đó. Tiếng nói đạo đức không còn giá trị, tiếng nói chân lý không còn giá trị, tiếng nói lẽ phải không còn giá trị, mà người ta chỉ khuất phục trước cái danh, cái lợi, cái tiền tài, cái sắc dục, ăn uống. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái cảm thọ của hữu tình ở trong cái không gian đó, quốc độ đó, nó rất là thấp. Và tất nhiên ở trong đó nó sẽ va chạm những cái khổ đau phiền não, nó sinh ra rất nhiều. Cho nên chúng ta nhìn một đôi mắt trong sáng đứng xa ra để chúng ta nhìn. Thì ở đây Đức Thế Tôn thành đạo, ngài mỗi mùa mưa an cư kiết hạ ở tại vườn Cấp Cô Độc. Mỗi buổi sáng ngài cũng như các tỳ kheo, phần ai thức dậy đi vào ở trong thành, ở trong thôn xóm mà khất thực. Và đi vào khất thực xong thì thọ trai xong rồi thì đi về. Và tăng đoàn có một cái yết ma thỏa thuận với nhau là tập trung ở một cái gốc cây
hay là bên bờ suối, hay một chỗ được ấn định sẵn. Có chỗ có khi vua xây cho một cái giảng đường rộng rãi. Hoặc cô Lộc Mẫu thì Xá Khư, cô này có cái phước báo là một tỷ phú, và cô thường xây những cái cung điện rất đẹp để cúng dường Phật và Tăng. Thành ra dùng những cái chỗ mà có thể tập trung đông người như vậy, ngồi xuống đó bắt đầu Đức Thế Tôn thuyết pháp. Họ lắng nghe lời pháp của Đức Thế Tôn trong ngày đó, và họ tìm một cái gốc cây, một hang đá, một chỗ nào đó, họ ngồi xuống bắt đầu họ tinh tấn trầm tư trong lời dạy này, chiêm nghiệm sâu sắc ở trong lời dạy này. Và mỗi ngày Thế Tôn dạy một mục khác, và cũng có khi câu hỏi giống nhau thì Ngài lại dạy giống nhau. Và chúng ta thấy cái nét sinh hoạt thanh tịnh, an lạc, thanh bằng này á, nó rất đẹp. Mà ngày hôm nay chúng ta muốn tổ chức điều này rất là khó khăn. Rất khó khăn. Ở trong chùa thôi, tổ chức một bữa ăn cũng khó khăn. Ăn chung với nhau cũng không muốn ăn. Ăn xong rồi muốn đi lễ làm việc của mình. Cái tâm nó không an trú được. Và coi thường cái bữa ăn nữa, coi thường cái tài sản người ta làm ra cúng dường. Chúng ta ở đời cũng như ở đạo, trường hợp này chúng ta thấy không? Khi đối không có đồ ăn thì chúng ta khổ não, nhưng đồ ăn dư dật ra là bắt đầu chúng ta coi thường. Rất nhiều những cái khía cạnh mà chúng ta thấy là chúng ta đánh mất đi. Cho nên chúng ta muốn có một cái đời sống hạnh phúc nó khó. Và chúng ta liên tưởng, chúng ta thấy ở trong bối cảnh như vậy thì các vị tỳ kheo sau khi các vị về và có vị thì hỏi Đức Thế Tôn, mỗi người hỏi một câu, một kiểu khác nhau. Mà hôm nay chúng ta tổng hợp ba câu hỏi của ba vị tỳ kheo xảy ra ở trong ba khoảng thời gian khác nhau, nhưng đều diễn ra chung một không gian, đó là vườn cấp cô độc. Và các vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn, là phải chăng cái gì bị sai sử theo sử mà chết theo sử thì cái đó được định danh theo đó? Ngược lại, nếu không bị sai sử theo sử mà chết theo sử, nó không được định danh bởi cái đó. Những điều như vậy, Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy, chúng ta hiểu như thế nào về lời dạy này? Cái gì bị sai sử theo sử, cái đó sau khi chết, gọi là mà chết theo sử ấy, thì cái đó được định gì? Nó sẽ được định danh theo cái đó. Chẳng hạn như thế này, chúng ta bị cái gì sai sử, chẳng hạn như bị cái cơn lửa giận nó sai sử đi ha. Giận là một loại kiết sử, là một loại phiền não, và bắt đầu là nó sai sử mình. Như vậy thì bị sai sử theo sử phải không? Và mình sống với cái giận này, mình sống với cái giận này, và tất nhiên mình sẽ dùng ưu thế của mình, đó là lời nói và việc làm của mình, để nó thể hiện ra sự tức giận của mình. Và cái tác dụng của tâm giận này, nó đưa lại cái kết quả gì? Nếu như người này sử dụng nó và bị chết, sống với nó và bị chết theo cái tâm này, thì điều gì xảy ra cho tâm thức người đó? Hả? Chúng ta hiểu rằng khi cái tâm người ta hành động như vậy là trong tâm người ta chất chứa và tích lũy lửa giận của phiền não, và nó trở thành kiết sử chi phối đời sống và hành vi của người đó. Và người đó họ nói, họ làm việc theo cái tâm đó, và tất cả cái tâm đó nó biến thành một năng lực tiềm phục tích lũy ở trong tâm thức của người đó. Và vô thường thắng hoại mạng chung là điều tất yếu,
Khi thân già suy chết đi rồi thì cái khả năng tiềm phục này nó sẽ dẫn mình đi đâu? Nó sẽ dẫn tới một cái chỗ nào đó mà chứa đựng nhiều sự tức giận, tùy theo cái mức độ, tùy theo cái cấp độ. Nếu như vì tức giận mà tạo ngũ nghịch, hoặc là vì tức giận mà chỉ nguyền rủa thôi, hay là vì tức giận mà cứ than vang mãi, than vang và nguyền rủa, nó đọa vào ở trong cái địa ngục khiếu hoán. Cái địa ngục này là chỉ có than và cãi nhau chứ không sao, than tối ngày. Nó có cái địa ngục là hại vậy đó. Như vậy thì cái địa ngục đó nó sinh ra từ tâm của người này, phải không? Mà tâm của người này là từ đời sống của họ, là họ bị sự trói buộc và họ chết theo sự. Cho nên cái hành động của họ nó được định danh là sẽ đọa theo một cái địa ngục. Và cái địa ngục đó tương xứng với nhân của họ đã tạo ra. Đó là một cấu trúc, là một nguyên lý. Có đúng vậy không ạ? Cho nên tất cả những cái trạng thái của tâm chúng ta được định danh cho nó là gì, là gì, là đều do kiết sử mà định danh. Bởi vì nó miêu tả như vậy, nó hiện tượng như vậy, thì đặt tên cho nó là như vậy, đâu có còn cách nào khác. Và ở đây chúng ta nói tới đó thì chúng ta hiểu tới cái quy tắc của truyền thông, cái quy ước của truyền thông. Quy ước truyền thông nó chỉ có 4 yếu tố: mắt thì thấy, tai thì nghe, thân, miệng và mũi là cảm biết. Rồi còn ý thì nhận ra được cái pháp trần, cho nên gọi là biết. Thành là thấy, nghe, cảm và biết. 4 yếu tố này. Và chúng ta liên tưởng tới một bài kinh mà Thế Tôn nói và các ngài biên tập ở trong Câu Xá. Thế Tôn nói: này Đại Mẫu, những cái gì mà ngươi chưa từng thấy, ngươi chưa từng nghe, chưa từng cảm, chưa từng biết, những cái điều đó hay là chưa, không đã thấy, không đang thấy, những điều như vậy, nó có khiến cho tâm của ngươi mê đắm hay không? Đại Mẫu tức là Di Mẫu Mahabhasabade nói rằng là bạch Thế Tôn, bạch Đại Đức, không có. Tại vì những điều mình không thấy, chưa từng thấy, chưa từng nghe, cũng không đang thấy, không đang nghe, thì làm sao nó có cái tác dụng là khiến cho mình say đắm, mình ưa thích hay là mình khó chịu gì đâu. Có đúng vậy không hả? Cho nên rõ ràng nội tâm của chúng ta hiện tại, đây là một cái loại sắc uẩn thọ tưởng hành do tập khí, do cái gì, tập quán truyền thông rơi rớt lại trong tâm. Và chúng ta sống với cái tập quán truyền thông này, chúng ta sinh khổ đau và hạnh phúc ở trong tập quán truyền thông này. Còn tự tâm chúng ta thì ra ngoài cái này. Đây là cái điểm rất khó hiểu. Hình dung được, các vị có hình dung được không? Như vậy thì bây giờ mình sống ở trong cái tập quán truyền thông này, nó bị kiết sử và mình chết thì lại đặt tên cho nó, và cứ quanh quẩn ở trong cái khía cạnh này. Nó tìm phục theo cái gì thì cái đó được định danh theo cái đó. Đó là một cái nguyên lý. Và đây chính là một loại tập quán truyền thông khiến chúng ta bị chìm đắm ở trong phương diện này. Và lúc bây giờ vị tỳ kheo mới nói rằng: bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Thì Thế Tôn phải hỏi lại: hiểu như thế nào chứ? Chứ nói đã hiểu mà hiểu không chính xác rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta nhìn xem Phật giáo chúng ta đa số bây giờ thể hiện giáo nghĩa của Phật bằng gì? Bằng hình thức sinh hoạt văn hóa Phật giáo, chứ không phải tiếp cận nếm được pháp vị của Như Lai. Thành ra chúng ta cứ nhân danh là mình Phật giáo, nhân danh là bảo vệ chánh pháp, nhưng mà không phải bảo vệ một nền văn hóa, bảo vệ một cái tập quán, chứ không phải là bảo vệ chánh pháp của Như Lai. Đây là điểm mà chúng ta cũng cần phải xác định lại ha. Chúng ta bảo vệ một cái tổ chức, hoặc là một nền văn hóa, hay là chúng ta bảo vệ chánh pháp, hai cái này khác nhau. Có nhiều người đang nhầm lẫn ở chỗ mình đang bảo vệ văn hóa, bảo vệ một tổ chức, mà gì, mà không phải bảo vệ chánh pháp của Như Lai. Nhưng mà chúng ta nhầm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bảo vệ chánh pháp, thành ra chúng ta làm việc bán mạng ở trong
trong cái công việc đó, nhưng tính chất của nó không phải chánh pháp thì ngàn đời nó không phải là chánh pháp. Và nếu như mình có chết trong đó thì nó sẽ được định hình, đặt tên, định danh theo cái chết đó, theo ý nghĩa đó. Thế chưa hả? Cho nên phải chú trọng vào nội dung, phải chú trọng rõ là tính chất của pháp nó là cái gì, thì lúc đó chúng ta mới nỗ lực ở trong đó, thì chúng ta mới có được cái hạnh phúc tối thượng. Và ở đây Đức Thế Tôn hỏi vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo này mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu sắc bị sai xử theo xử thì chết theo xử. Câu nói Đức Thế Tôn nói rằng là cái gì bị xử theo xử mà chết theo xử thì cái đó được định danh theo đó. Bây giờ cụ thể là cái gì? Thì lúc đó vị tỳ kheo này mới trả lời rằng: sắc bị sai xử theo xử, nếu sắc bị sai xử theo xử thì chết theo xử. Chẳng hạn như sắc thân của chúng ta bị sai xử theo gì? Bị sai xử theo 88 kiết sử hoặc là 88 tư hoạch, bị sai xử theo nó thì sẽ bị chết theo nó, đúng vậy không? Rồi còn ngược lại, cái gì bị sai xử theo xử, cái gì bị sai xử theo xử mà chết theo xử, như vậy thì tùy theo đó mà đặt tên. Cho nên mới nói rằng là cái gì bị sai xử theo xử mà chết theo xử thì nó được định danh theo đó. Thấy chân lý chưa? Nó hơi trừu tượng một chút mà rất là rõ ràng, rất là bao hàm. Cho nên chúng ta cố gắng suy nghĩ bài pháp này nó hơi trừu tượng, hơi khó hiểu. Cho một thí dụ đi ha. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta dừng ở cái chỗ là bảo vệ một gia đình hạnh phúc. Điều như vậy là thiết thực hơn ha. Ai làm gì cũng muốn bảo vệ cho mình có một gia đình hạnh phúc. Và chúng ta bảo vệ hết sức cho gia đình này. Nhưng như vậy thì tại sao chúng ta muốn bảo vệ gia đình này? Hả? À vâng, nó là của mình. Mình luyến chấp nó, mình ái nhiễm ở trong nó. Nếu như nó không còn nữa thì mình sẽ tổn thương, sẽ khổ não, sẽ đau khổ vô cùng. Vì vậy cho nên mình có thể làm tất cả mọi thứ để cho cái gia đình này nó được vun trồng, nó được bảo vệ. Ở đây thầy không nói rằng việc bảo vệ gia đình là xấu nghe. Thầy đang nói là cái việc của chúng ta, tại vì tư tưởng của chúng ta đang nằm ở trong phạm vi nhân thừa. Mà nếu như chúng ta cho rằng là chúng ta ở trong nhân thừa và quyết định tái sanh trong nhân thừa thì điều như vậy là tốt, không có xấu gì hết. Nhưng mà đứng trên phương diện giải thoát niết bàn thì cái điều này là ái nhiễm chướng ngại. Đó chứ hả? Cho nên mình đang nói là xu hướng vào niết bàn, chứ không phải mình nói là để tôn vinh cái một cái hiện tượng hiện hữu của hữu tình thế gian nha. Thì phải thấy cái điểm này. Chứ không biết cái lập trường nói giống như là mình đang nói vậy, mình đang đả phá cái việc là mọi người bảo vệ gia đình cho hạnh phúc là sai. Mình nói vậy không có đúng, thầy không có cái ý diễn đạt theo hướng đó. Đó chứ hả? Tôi đang nói là diễn đạt đến chỗ niết bàn mà, đối hạ hạnh phúc tối thượng, chứ không phải là cái hạnh phúc mong manh tạm bợ như một gia đình. Thì đây á, khi mà chúng ta thấy một người đứng trên lập trường như vậy, trên quan điểm như vậy, thì họ làm việc tất cả mọi thứ để bảo vệ gia đình này. Và lỗ tai thầy cũng đã nghe khá nhiều là nói: thưa thầy, con tán thán thầy, gọi điện tới con tán thán thầy, thầy giảng kinh giảng pháp quá hay quá hay, con rất rất là muốn đi học, con ghi danh rồi mà con đi không được. Nói tại sao? Tại vì con mất giữ hai đứa cháu, thầy mới nói tại sao không nói con của mình nó thu xếp. Cô phải nên cân bằng cái thời gian và ý nghĩa công việc. Bây giờ cô muốn tái sanh hay là cô muốn an lạc niết bàn? Nếu như muốn tái sanh thì cô vun vén cái gia đình và làm như vậy là được rồi. Còn nếu như muốn hướng tới sự giải thoát thì cô phải nên dành thời gian cho nó. Cuộc đời mình chia thời gian ra, mình cân bằng cái sự đầu tư. Có những điều mà chúng ta đầu tư cả một đời, rồi cuối cùng khi cái chết đến á, mình trở thành tay trắng, không có gì được, không cầm được cái gì theo.
không mang thêm được cái gì. Và khổ thay là lúc đó mình vẫn phải ra đi. Cái đây là một cái điều rất khổ. Chứ nếu như mình có thể ở lại được thì thôi, cũng không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng mà sanh tử nó thúc ép mình không thể ở mãi trong cái xác này được. Mình ra đi, chừng đó mình lấy cái gì mình đi? Mình lấy phước đi, có trí để đi không, có phước để đi không, có cái gì đi, cái tư lương mình sẽ đi lúc đó nó như thế nào? Cho nên thầy nói rằng nếu như mình là một người biết lo xa thì mình phải cân bằng cái sinh hoạt của mình. Có những thứ chúng ta dành một ít thời gian để lo cho gia đình, chúng ta dành một ít thời gian để nghỉ ngơi, để bồi bổ sức khỏe, gọi là giữ cho mình có được cái sức khỏe trong một chừng mực, chăm sóc sức khỏe cho mình. Rồi cũng có một thời gian là chúng ta phải dành cho vấn đề công phu, để chúng ta chuẩn bị một khoản tư lương, chúng ta đến một cái đoạn đường mà lúc giờ phải cần tới nó. Thì như vậy đó là một người khôn ngoan. Còn mình chỉ có nhìn một cái tầm nhìn thiển cận, chỉ lo những cái gì trước mắt, rồi ngày mai kia ai lo cho mình? Cha mẹ mình cũng không lo thay được, chồng con cũng không thể chia sẻ được, thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Thầy hỏi cô nên suy nghĩ về điều đó, và cô sẽ biết chọn lựa cái phương hướng làm việc thích hợp cho mình. Khi mình nghĩ tới điều đó là mình sẽ biết chọn lựa. Thầy không có ý thuyết phục đâu, nhưng mà đây là điều tất nhiên chúng ta phải đi qua. Thì đây các vị xem như là một lời khuyên. Còn mình quyết định chọn như vậy thì mình cứ chọn. Nhưng mà vô thường á, khổ thay nó không có đợi mình, nó không có chờ mình, nó không có từ từ nó tới đâu. Thành ra khi hiểu như vậy rồi mình sẽ khác. Và lúc này cô này nói dạ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng. Nói dạ, nếu như cô giữ cái tâm cố gắng thì tốt. Có thể mình chưa làm được, nhưng cái tâm cố gắng đó là một cái gọi là tâm bồ đề, một cái ý nguyện, và mình nuôi dưỡng nó thì mình sẽ có cơ hội mình thực hiện. Còn một khi mình không có cái ý nguyện đó thì không bao giờ mình thực hiện được. Và cho nên ở đây chúng ta thấy không? Tức là cái tâm mình nó bị sai sử theo sắc, mà cái sắc thân hình hài này nó rã thì chúng ta sẽ chết theo nó. Và chết theo nó thì tùy vào cái nghiệp lúc đó sẽ đi đầu thai. Đó là cái điều mà chúng ta phải cẩn thận. Rồi, vị tỳ kheo này lại giải thích thêm rằng là cũng như vậy, bạch Đức Thế Tôn, thọ tưởng hành thức nếu như bị sai sử theo sử thì sẽ chết theo sử. Đó, chân lý càng ngày càng rõ ra, thấy không ạ? Cái cảm thọ nó bị sai sử theo sử, mà sử là gì? Là 10 loại, là tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, thân kiến, điên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, giả, tà kiến. Đó là 10 căn bản kiết sử. Và nếu như mà thọ, tức là cái cảm giác trong tâm chúng ta, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, nó bị sai sử theo 10 lỗi này thì chúng ta sẽ chết theo nó. Và cái gì mà sai sử theo sử mà chết theo sử thì nó sẽ được định danh theo đó. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả cái sự định danh con người luân hồi trong sanh tử lục đạo nó chỉ là giả danh, và danh lúc bây giờ chỉ là giả danh. Đến đây chúng ta mới rút ra, và chúng ta bị gì? Bị trói chặt ở trong quy ước truyền thông hay là tập quán truyền thông, mà chúng ta sẽ sống bán mạng cho tập quán này. Đây là cái điều mà đáng sợ nhất. Đến đây bây giờ chúng ta thấy chân lý nó đã được lột tả ra. Như vậy thì sự thật tâm của chúng ta, cái của chúng ta không phải là đó, không phải là kiết sử. Chúng ta không phải là kiết sử, mà cái nó không thuộc về ta, tại sao chúng ta lại ráng giữ nó làm gì? Giữ sự tức giận, giữ sự buồn phiền nó làm gì? Chúng ta nghĩ như vậy, chiêm nghiệm như vậy, và chúng ta cố gắng phát nguyện thực hiện theo. Nếu như hôm nay các vị không có dự chương trình Bát Quan Trai này thì
ai nhắc nhớ cho các vị về chân lý này? Và chúng ta thấy lời này là lời Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo tại tại vườn Cấp Cô Độc. Cho nên hôm nay chúng ta được trùng tuyên và cùng nhau ôn lại, nhắc lại lời của Phật để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Sáu giác quan của chúng ta mà giữ được ở trong môi trường này càng lâu càng nhiều, càng viên mãn chừng nào thì chân lý nó luôn soi sáng nội tâm của chúng ta càng sâu sắc hơn. Và ở đây đến một không gian khác thì chúng ta thấy bắt đầu có một vị tỳ kheo lại hối Thế Tôn như thế này, là bạch Đức Thế Tôn, pháp nào không thích ứng, xin lỗi, là có một vị tỳ kheo nói rằng bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng cho con một cái pháp yếu thật là ngắn gọn và con sẽ tinh tấn để mà tu tập theo pháp yếu đó. Thế Tôn lại nói một câu thế này: này tỳ kheo, pháp nào không thích ứng với ngươi thì ngươi nên nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này đã được lợi ích, được an lạc lâu dài. À, chúng ta hiểu thế nào? Chúng ta nếu như không có đủ trí, không đủ thắng trí, chúng ta nói ồ, cái gì mà không thích hợp với mình thì mình nên bỏ. Cái gì thích hợp với mình thì mình nên lấy. Và mình không biết rằng là ở trong đó là cái gì thích hợp hay là cái gì không thích hợp, hoặc là có sự nhầm lẫn. Nhiều khi mình thích cái món mà nó hại cho mình, và mình lại không thích cái món có lợi cho mình. Chúng ta thường hay bị điều này. Cho nên tác ý lời dạy mang tính chân lý, chúng ta phải tác ý đầy đủ và thuận theo chân lý. Còn nếu không là chúng ta sẽ tác ý sai liền lập tức. Tính sao có lợi thì làm, đó là cách tác ý. Và mình sẽ có lợi cho mình làm, cho mình tránh màng gì, tránh màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Đó là cái cách của chúng ta sai lầm ở trong nhận thức chân lý. Cho nên ở đây Phật nói pháp nào không thích ứng đối với ngươi thì ngươi nên nhanh chóng đoạn trừ. Và đoạn trừ được cái pháp này thì được an lạc, được lợi ích, được an lạc lâu dài. Lúc đó vị tỳ kheo này nói: bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ, con đã hiểu. Thế Tôn hỏi vậy thì ông hiểu như thế nào? Ông có thể giải rộng cái hiểu của ông ra hay không? Vị tỳ kheo này nói: bạch Đức Thế Tôn, sắc chẳng phải là thích ứng đối với con, nên con cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Đó, hiểu cụ thể vấn đề, sắc chẳng phải là thích ứng với con. Tại vì sao? Bởi vì sắc nó luôn bị bên hoại, nó luôn bị mục rã, nó luôn bị vô thường, nó không có ngừng lại trong bất cứ một giây phút nào. Các vị có để ý điều này không? Nhiều khi nhìn các vị, tự nhiên trong tâm nó cũng khởi lên cái tình thương gọi là vô cùng. Là thương thương cái gì? Tức là cách đây cũng chưa được 10 năm, gặp các vị thấy ai cũng khỏe mạnh, con người đầy sức sống, da dẻ thì hồng hào, mọi thứ có vẻ cái sức sống nó tráng kiệt. Nhưng chưa đầy 10 năm và bắt đầu thấy nó suy tàn xuống rõ rệt. Nó suy tàn rõ rệt, tay chân thì yếu đi, rồi da dẻ nó nhăn nhiêu lại, mọi thứ mình thấy nó suy tàn. Và điều này là cái điều mà rõ ràng nó đang diễn ra ngày đêm không ngừng. Chúng ta không có muốn thoát khỏi nó, mà chúng ta còn muốn nâng na làm gì nữa, tìm cái cách nào đó, giải pháp nào đó để chúng ta thoát ra. Còn nếu không, nó sẽ làm hại mình nữa. Cái sắc này nó sẽ làm hại mình. Cho nên Ngài nói rằng là sắc chẳng phải là thích ứng với con. Cho nên Ngài muốn cầu cái thân vô thượng Bồ Đề, cầu cái pháp thân biến khắp pháp giới, không có muốn ở trong cái thân của phàm phu ở quốc độ Ta Bà Ô Trược này. Đây là cái bài pháp nó khô khan như vậy đó, nhưng mà nó là một chân lý, nó phát họa con đường đi cho chúng ta một cách rất rõ ràng.
Và Ngài nói cũng vậy, thọ tướng hành thức chẳng phải là thích ứng với con. Bởi vì sắc nó đã vô thường thì thọ tướng hành thức, những món tạo ra từ nó tất cũng bị vô thường. Mà vô thường nó đỡ lại cái đặc tính là bức bách khổ não. Chúng ta ngồi ở đây trong ngày hôm nay, không biết ngày mai chúng ta có còn ngồi lại với nhau được nữa hay không, hay là trong một cái thời gian ngắn sắp tới đây rồi chúng ta chia ly. Và cuộc chia ly này chúng ta đi đâu trong ba cõi, bao giờ chúng ta gặp lại? Nghĩ như vậy cho nên nỗ lực sống, sống làm sao trân trọng những giây phút sự hiện hữu mà chúng ta đang có mặt ở đây, cố gắng làm sao đãi ngộ bằng một cái tấm lòng thật tốt nhất. Đời sau này mọi người có đi rồi, chúng ta không thấy mình hổ thẹn nữa, không có gì hổ thẹn hết, bởi vì chúng ta đã sống tận lòng, sống hết lòng của mình rồi. Rõ ràng nó như vậy phải không thưa quý vị? Sắc nó mình đã không giữ được và nó làm hại mình, cho nên mình chết đây mình sinh kia, mình ngưng trụ ở trong một cái sắc nào đó do tinh cha huyết mẹ hòa hợp, và chúng ta đem cái vọng thức nương cá lên, rồi tâm mình á lại bị trói chặt ở trong cái đời sống ngủ uống đó, rồi tiếp nối cho nó tồn tại, nhập nhằng duy trì một thời gian lại tan rã rồi lại đi tìm kiếm một sự tái sanh được rồi lại cố gắng giữ gìn, nhưng có giữ gìn được đâu, cuối cùng lại cũng ra đi. Chúng ta giống như là một cái người lang thang, nay ở nhà trọ này, mai ở quán trọ kia. Ở một thời gian bị chú đuổi đi, mình lại dọn nhà ra đi, khuôn khối đi, đi rồi lại kiếm chỗ khác ở, cứ ngỡ rằng vừa yên thân, nhưng không, vô thường bức bách lại đuổi nữa. Cứ đi hoài như vậy, chúng ta thấy mình khốn khổ. Nghĩ như vậy, thấy như vậy mới thấy là nó không có lợi cho mình, nó có hại cho mình. Và chúng ta tận dụng cái phương tiện nào mà mình có được ở trong đời sống ngày hôm nay để mình cầu cái quả vô thượng Bồ Đề, cầu chứng đắc Niết Bàn. Chỉ một lòng làm sao cho mình chứng đắc Niết Bàn thôi. Rồi ha. Cho nên ở đây Ngài giải thích rằng là nó không có thích ứng với con, cho nên con cần phải gì? Con cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Và đoạn trừ pháp này được rồi thì con được an lạc lâu dài. Bạch Đức Thế Tôn, đối với Thế Tôn dạy, con hiểu một cách tóm tắt là như vậy. Đó là lời dạy của Phật, và vị Tỳ kheo này nhận thức như vậy. Lúc bây giờ Đức Phật nói rằng: lành thay, ở trong những pháp đã được nói tóm tắt của ta, ngươi đã hiểu nghĩa rộng của nó. Ngươi đã hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao như vậy? Vì sắc chẳng phải là thích ứng đối với ngươi, nên cần phải nhanh chóng đoạn trừ, phải viễn ly cái thế giới ngủ uống này. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức chẳng phải là thích ứng với ngươi, cho nên ngươi phải nhanh chóng đoạn trừ. Khi đoạn trừ được cái gã kiến trúc sư gây ra xây cái gì cái nhà ngủ uống này rồi, thì ngươi mới được lợi ích an lạc lâu dài. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn cho một vị tỳ kheo tiếp theo. Lúc bây giờ lại có một vị tỳ kheo khác lại hỏi Phật như thế này: là bạch Đức Thế Tôn, con cũng cần xin một pháp yếu ngắn gọn để con có thể tinh tấn tu tập hành trì. Đó. Và ở trong cuộc đời này con gì, con sẽ tìm một chỗ vắng lặng tu tập không có buông lung. Khi tu tập không có buông lung, con sẽ tự đặt câu hỏi, sẽ tự tư duy sâu sắc về một đấng thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y là vì lý do gì? Đó là vì có tín tâm, có từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và chỉ mong rằng ở trong hiện tại có thể chứng nghiệm được cứu cánh vô thượng phạm hạnh. Đó là mục đích tu tập của chúng ta. Chúng ta phải nhắc lại điều này, bất luận tại gia hay xuất gia, mục đích của chúng ta là sống được với cái giáo pháp cứu cánh phạm hạnh thanh tịnh, chứ không phải chúng ta đi vọng cầu một sự thành tựu ở bất cứ phương diện hoặc cảnh giới nào. Chúng ta vọng cầu tạo dựng được chùa chiền không phải là giải thoát. Chúng ta tạo dựng cho được một cái thiên cảnh cõi trời cũng không phải là giải thoát, bởi vì tất cả đều nằm trong pháp hữu vi. Hữu vi thì sao? Hữu hoại, làm sao mà chúng ta đến với cứu cánh giải thoát được?
Bởi vậy cho nên tất cả mọi phương diện nó chỉ là cái phương tiện trợ giúp chúng ta. Còn ngoài ra chúng ta phải hướng tới một cảnh giới siêu việt hơn, một sự thành tựu hơn, đó chính là Niết Bàn Vô Thượng Bồ Đề. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói với vị tỳ kheo như thế này: hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu có pháp nào chẳng phải là thích ứng với ngươi thì cũng chẳng phải là thích ứng với người khác. Bài pháp này lại kế thừa ở trên tư tưởng trước, tức là không thích ứng với ngươi thì ngươi hãy nên từ bỏ. Ở đây cũng vậy, nếu như không thích ứng với ngươi thì cũng không thích ứng với người khác. Và vậy thì ngươi hãy nhanh chóng đoạn trừ cái pháp đó. Lời dạy này có ý gì thưa quý vị? Hả? Lời dạy này nó có cái tính chất là hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta thấy không ạ? Tại sao bây giờ Phật nói rằng cái pháp nó chẳng có thích ứng với mình thì nó cũng không thích ứng với người khác. Cho nên hãy đoạn trừ cái pháp không thích ứng ra đi, tức là đoạn trừ cái pháp mà dẫn tới khổ đau cho người khác, cũng tức là tự giải thoát bản thân của mình. Đây là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Chúng ta học, chúng ta để ý ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy nó có tư tưởng này. Thầy quan ngại nhất là các vị sư Nam truyền, họ hiếu y chang nghĩa đen, họ không có suy diễn thêm một chút xíu nào hết. Thành ra họ nói rằng là Bồ Tát Đạo làm gì có, chỉ có thanh văn thôi. Cho nên tự nhiên là họ bác bỏ những cái ý nghĩa siêu việt từ những câu kinh này. À, Phật nói rõ ràng, nếu có pháp nào chẳng phải là thích ứng với ngươi và chẳng phải là thích ứng với người khác, đó là cái định lực tự nhiên thôi, thì hãy nhanh chóng đoạn trừ pháp ấy. Đoạn trừ pháp ấy đã được lợi ích lâu dài. Như vậy rõ ràng ở đây là chúng ta thấy cái gì không phải là của ta thì hãy gì? Hãy loại bỏ cái đó ra. Và cũng đừng để cho người khác phải chịu đựng. Và góp phần đem mọi người ra khỏi khổ đau, khổ trầm luân điên đảo. Đây chính là tinh thần hành pháp của Bồ Tát Thừa. Vì vậy cho nên lúc bây giờ vị tỳ kheo này chưa hiểu rõ, vị tỳ kheo này mới nói rằng: bạch Thế Tôn, con đã hiểu rõ. Bạch Đức Thiện Thệ, và Đức Phật vẫn muốn xác định trở lại là ngươi hiểu những gì. Thế là vị tỳ kheo này nói: sách chẳng phải là con, chẳng phải là thích ứng của con, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Lời dạy rất rõ ràng như vậy đó. Nó không phải thích ứng với con và cũng chẳng phải là thích ứng với người khác. Pháp này do vậy mà cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy đã được lợi ích an lạc lâu dài. Như vậy thì chúng ta thấy y theo lời dạy của Phật, chúng ta thấy tâm của mọi người chìm ở trong ngũ uẩn. Và chúng ta giác ngộ trong chân lý của Phật, chúng ta biết thế giới ngũ uẩn nó vây hãm và tạo ra luân hồi sanh tử, nó hại cho mình đã bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình biết rằng cần phải giải thoát nó. Và chúng ta thấy xung quanh mình mọi người cũng đang bị chi phối bởi nó. Cho nên chúng ta nỗ lực tạo dựng một đạo tràng để lấy đó là một phương tiện và cùng nhau dẫn dắt ra khỏi cái sự nguy hiểm này. Như vậy thì chúng ta đang hành động theo lời của Phật dạy. Và cũng vậy, thọ tướng hành thức chẳng phải là con, chẳng phải là thích ứng của con, cũng chẳng phải là thích ứng của người khác. Cho nên pháp này cần phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy để được an lạc lợi ích lâu dài. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy hôm nay chúng ta có 3 bài kinh mà thầy tóm tắt nó có 3 ý mà thôi, và thầy không có dám rời khỏi cái ý nguyên nghĩa của kinh Tạng, bởi vì việc của thầy chỉ là trùng tuyên lại lời dạy của Phật một cách nghiêm túc, và y cứ đó là 3 bài kinh ở trong Tăng Nhất A Hàm, bài kinh thứ 16, bài kinh thứ 16. Nội dung chính của bài kinh thứ 16, Đức Thế Tôn khẳng định rằng là cái gì
nó bị sai sứ theo sứ thì tất nhiên sẽ bị chết theo sứ. Và dựa ở trên hiện tượng đó mà thế gian này đặt tên. Và đặt tên đó cũng là để miêu tả một năng lực tồn tại mang tính tiềm phục trong tâm thức. Và người đó, hữu tình đó phải chịu sự chi phối của năng lực tiềm tàng đó. Cho nên nó tiềm phục theo cái gì thì nó được định danh theo cái đó. Và tất cả thế gian này chỉ là giả danh. Khi chúng ta giác ngộ chân lý này rồi thì những khái niệm hạnh phúc, những chân lý hạnh phúc mà chúng ta nỗ lực tìm kiếm, xây dựng những ước mơ, tất cả những điều này không còn giá trị trong tâm của chúng ta nữa. Đau khổ không thể bám vào tâm của chúng ta khi chúng ta thấy nó là giả danh. Và ước mơ hạnh phúc ở tương lai kia chỉ là ảo vọng do giả danh hình thành mà thôi. Bởi vì tất cả nó đều là tập quán của ngôn ngữ. Tập quán của ngôn ngữ mà hình thành tư tưởng khái niệm mà tâm chúng ta vô tình lại bị trói chặt ở trong tư tưởng khái niệm này. Những lời dạy này, những lời khai thị này đạt thắng tới chân lý Niết Bàn. Và do vậy mà Đức Thế Tôn nói rằng hãy nên gì? Hãy nên viễn ly nó, hãy nên từ bỏ nó. Nó không phải là ta, nó không phải là ta. Cho nên hãy từ bỏ những gì không thuộc về ta. Những điều đó nó không phải là thuộc về bản tâm thanh tịnh, một đời sống hạnh phúc vốn có của ta. Lại tiếp theo chúng ta thấy Thế Tôn khẳng định một lần nữa là pháp nào nó không thích ứng với ta thì chúng ta hãy mạnh dạn đoạn trừ nó đi. Sau khi đã giác ngộ biết rằng nó không đem lại cho chúng ta hạnh phúc mà chúng ta còn cố vun trồng nó, còn cố giữ gìn nó thì nó không có lợi lạc gì đâu. Cho nên hãy nhanh chóng đoạn trừ nó đi. Đoạn trừ nó thì sao? Thì có được an lạc hạnh phúc lâu dài. Bởi vì chính nó là nguyên nhân dẫn tới đau khổ. Nó đó chính là gì? Đó chính là kiết sử. Mười kiết sử: tham dục, sân nhuế, hôn trầm. Xin lỗi, tham dục, sân nhuế, hôn trầm, thủy miên, đó là ngu si đó. Rồi ngã mạn, ngã mạn. Rồi gì nữa? Nghi ngờ. Rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Đây là 10 kiết sử phiền não. Ở trong dục giới cho đến ở trong thiên giới, nó đều chi phối chúng ta như vậy. Chỉ có ở trên thiên giới trừ yếu tố sân ra mà thôi. Còn 9 kiết sử còn lại nó vẫn còn đầy đủ ở trên các tầng thiên giới. Và tất cả hữu tình ở trong nhân gian này đều chịu sự ảnh hưởng của nó. Và do vậy cho nên hãy nhanh chóng đoạn trừ nó, vì nó chính là cái nguyên nhân làm chúng ta đau khổ. Và cũng như vậy thì chúng ta phát tâm, chúng ta biết rằng những cái đó nó không có thuộc về ta, nó làm chúng ta đau khổ. Đoạn trừ nó chúng ta được an lạc lâu dài. Nhưng đôi khi cuộc sống xung quanh nó kìm hãm, nó khiến chúng ta không thể đoạn trừ được. Và người đời mê lầm nghĩ rằng ở trong đó có hạnh phúc. Bởi vậy cho nên phải biết rằng những cái gì mà nó không có lợi cho ta, nó hại cho cái tâm thanh tịnh của ta, thì sao? Tất nhiên nó cũng sẽ hại cho cái tâm thanh tịnh của người khác. Bởi vậy cho nên hãy phát tâm sống cho mình và cũng sống cho tha nhân, đem đến hạnh phúc cho cuộc đời cũng chính là đem đến hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Và chúng ta cứ nắm trong lòng một cái chân lý duy nhất là gì? Là hãy từ bỏ tất cả những gì không thuộc về ta. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị lắng nghe. Chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.